Hello, Vlog và Đồng Pí xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2024. Ngày hôm qua thì chúng ta đã được thưởng thức hai trận đấu còn lại của vòng 15 V-League. Kết quả ở trên sân Thiên Trường có thể nói là mang lại rất nhiều bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi mà câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã để thua câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định với tỷ số là 2-4. Đây có thể nói là một kết quả nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Và với cái thất bại này thì khoảng cách điểm giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và đội đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội, vẫn chỉ là 4 điểm mà thôi. Việc không thể nới rộng được cái cách biệt về điểm số sẽ khiến cho cuộc đua vô địch của Thép Xanh Nam Định gặp khá là nhiều bất lợi, chứ không hề là đơn giản một chút nào. Nhất là trong khoảng thời gian vừa qua thì thầy trò huấn luyện viên Katisak đang nỗ lực bám đuổi, đang cố gắng tích lũy bằng những cái chiến thắng trước các đối thủ để mà cố gắng là thu hẹp cái cách biệt về điểm số với Thép Xanh Nam Định. Lúc này đây thì đội đương kim vô địch của giải đấu đang có 28 điểm sau 15 vòng đấu, còn câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định thì đang có 32 điểm sau 15 vòng đấu. Chưa kể là sức ép sẽ đến từ những đối thủ khác như là câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định, đội đã có được 25 điểm, hay là câu lạc bộ BKMX Bình Dương cũng vậy. Còn ở trên sân Lạch Tray vào ngày hôm qua thì câu lạc bộ Hải Phòng tạm thời là thoát khỏi cái nhóm có nguy cơ rớt hạng cao nhất khi mà đánh bại câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với tỷ số là 2-0. Có thể nói đây đều là những cái chiến thắng rất là quan trọng của các đội bóng như là Maryland Quy Nhơn Bình Định hay là câu lạc bộ Hải Phòng trong cái nỗ lực là thoát hẳn khỏi cái nhóm có nguy cơ rớt hạng, và đồng thời là tiếp tục hướng tới cái mục tiêu là đua vào top 5 V-League cuối mùa giải này. Đặc biệt là với Maryland Quy Nhơn Bình Định thì lúc này đây họ đang có 25 điểm, họ cũng chỉ kém đội đầu bảng có 7 điểm và kém những đội đang đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba chỉ bằng một trận thắng mà thôi. Cho nên là tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ là rất tốt. V-League đang ngày một hấp dẫn hơn. Thế nhưng với cái lịch thi đấu thì đang chịu khá là nhiều chỉ trích từ các huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Hầu hết các huấn luyện viên đều dành cái sự than thở khi được báo giới hỏi đến về cái việc là bắt đầu từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới đây thì đội bóng của họ sẽ liên tiếp phải thi đấu một loạt các cái trận đấu với mật độ trung bình cực kỳ là mệt mỏi. Cuối tháng 4 sẽ là các trận đấu ở vòng tứ kết của cúp quốc gia, và sau đó là bắt đầu từ đầu tháng 5 với mật độ trung bình là 3 đến 4 ngày cho một trận đấu. Thì đội của toàn bộ các đội bóng họ sẽ thi đấu từ vòng 16 V-League cho đến tận vòng 21 V-League với hàng loạt các cái trận đấu liên tiếp diễn ra trong các ngày từ ngày 3 rồi ngày 9, ngày 3, ngày 5, ngày 8, ngày 9, ngày 12, ngày 13, ngày 17, ngày 18, ngày 21, ngày 22, ngày 25, ngày 26, vân vân. Quá là nhiều các trận đấu như vậy. Đòi hỏi là các đội bóng họ phải có chiều sâu về lực lượng và các cầu thủ cần phải trẻ nữa. Phải trẻ thì mới nhanh hồi phục để mà đá các cái trận đấu tiếp theo. Bởi với cái mật độ là 4 ngày một trận thì các cầu thủ mà lớn tuổi sẽ rất khó để hồi phục. Cộng thêm những cái tiềm ẩn rất là lớn, những cái rủi ro có thể liên quan đến chấn thương cũng như là về chất lượng sân bãi liệu có kịp để mà đáp ứng được tiêu chuẩn của các cái trận đấu diễn ra liên tiếp trong cái khoảng thời gian ngắn hay không. Đó cũng là một cái câu hỏi, là một cái thách thức được đặt ra trong cái bối cảnh mà công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF họ đưa ra một cái lịch thi đấu sát ngày như vậy. Sự phản ứng của các huấn luyện viên trưởng của các đội bóng sẽ là rất dễ hiểu. Nhất là khi mà ở thời điểm hiện tại thì ngày hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân để mà chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng chung kết của giải U23 châu Á sẽ chính thức khai mạc từ ngày 15 tháng 4 tới đây. Riêng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 17 tháng 4. Và cái việc mà phải nhường cái sân chơi V-League cho đội tuyển U23 cũng vấp phải cái sự phàn nàn từ các huấn luyện viên. Nhiều huấn luyện viên họ cho rằng là các cầu thủ thuộc biên chế của đội tuyển U23 Việt Nam có ít cầu thủ đang đá chính ở các câu lạc bộ. Thậm chí là họ còn phải ngồi dự bị rất nhiều. Vậy thì cái việc mà chỉ vì một số cầu thủ lên hội quân ở U23 Việt Nam mà bắt cả một câu lạc bộ với tổng cộng là hai giải, giải hạng nhất và giải V-League
mà hàng loạt các câu lạc bộ đều phải dừng thi đấu như vậy là một cái thiệt thòi rất lớn cho sân chơi bóng đá quốc nội. Và cái điều này nó cũng ít xảy ra với trường hợp của các cái giải bóng đá chuyên nghiệp. Và thậm chí là có nhiều cái nhận định trên truyền thông nói rằng là VPF xếp lịch như thế là đi ngược lại với cái tiêu chí của FIFA. Mặc dù FIFA họ luôn đề cao FIFA Day, tức là cái dịp để các đội tuyển quốc gia thi đấu, có thể là thi đấu vòng loại, có thể là thi đấu những cái giải đấu cấp độ cao chẳng hạn như vậy, nhưng FIFA vẫn luôn phải có cái sự ưu tiên nhất định cho các câu lạc bộ ở các cái giải vô địch quốc gia, các cái giải ở trong nước của những nền bóng đá khác nhau. Cho nên là vì vậy mà bây giờ việc mà phải ưu tiên cho cả một cái giải đấu cấp độ trẻ chứ không phải là cấp độ đội tuyển quốc gia như là U23 Việt Nam thì liệu là có quá thiệt thòi cho sân chơi V-League hay không? Vlog ngoài đường pitch rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho phần điểm tin mở đầu chương trình ngày hôm nay của Vlog ngoài đường pitch. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Cũng xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài đường pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ trao đổi. Tặng ngay đi lấy lọc tinh tiểu khi mua 4 lốc sữa Lop Manto, nhanh lên, số lượng có hạn. Vâng ạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức đủ quân số để chuẩn bị cho 3 trận đấu ở vòng bảng của vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Doha, Qatar. Đây là quốc gia khá là đắt đỏ, cho nên là vì vậy mà Vlog ngoài đường pitch cũng không có ý định là đi tác nghiệp tại Qatar, cũng như là cũng không làm tour du lịch sang Doha. Tại vì nói thiệt là để làm những cái tour đi nước ngoài mà đi ra khỏi khu vực Đông Nam Á, mình không có kinh nghiệm cũng như là không có đủ cái tiềm lực tài chính để có thể tổ chức các cái tour như thế. Đây cũng là một cái rất là đáng tiếc. Cũng có nhiều anh em đồng nghiệp cũng hỏi nhau là có ai được đi Qatar đợt này hay không để mà nhờ vả có những cái thước phim, có những cái hình ảnh. Thực sự mà nói là lúc này đây rất khó để cho các tòa soạn họ duyệt cho báo chí đi tác nghiệp. Có lẽ là số lượng phóng viên đi theo đội tuyển U23 Việt Nam lần này cũng không quá số lượng một các ngón trên một bàn tay đâu ạ. Nên là bây giờ phải trông chờ xem là anh em nào đi thì sẽ cố gắng là xin hình ảnh. Còn không thì bắt buộc là phải chờ đợi những cái thước phim, những cái hình ảnh do Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi về để cho báo chí được phép sử dụng. Còn quay trở lại với phần hội quân của đội tuyển U23 Việt Nam thì ngày hôm nay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có đầy đủ quân số khi mà các câu lạc bộ ở V-League cũng như là ở giải hạng nhất quốc gia họ đã thi đấu xong cái vòng 15 và họ sẽ cung cấp các cầu thủ. Từ sáng ngày hôm qua thì rất là nhiều cầu thủ như là nhóm cầu thủ của LB Băng Hoàng Gia Lai, cầu thủ của Quảng Nam như là Đình Bắc chẳng hạn thì đều đã cùng với nhau đáp chuyến bay ra Hà Nội để hội quân với đội tuyển. Và bắt đầu từ sáng ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào phần tập luyện, một ngày tập 2 buổi. Buổi sáng là tập phục hồi, tập chuẩn bị cho các cái buổi tập vào buổi chiều. Tại vì buổi chiều thì đội tuyển U23 Việt Nam họ sẽ tập về chuyên môn. Và theo cái lịch mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì tất cả các cái buổi tập đều được tập mở cho giới truyền thông có thể thoải mái tác nghiệp. Đây là một cái điều rất là thú vị, rất là ghi nhận để giúp cho báo chí có được nhiều cái hình ảnh về phần tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam để gửi đến cho người hâm mộ. Phải nói là anh Tuấn anh ấy quyết định tập mở như vậy là một cái cách thức lấy lòng giới truyền thông rất là tốt, rất là hay. Và dĩ nhiên là đội ngũ truyền thông thì cũng sẽ ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong cái chặng đường của đội tuyển U23 tới đây, khi mà chúng ta cũng biết rồi là U23 Việt Nam sẽ bước vào một cái bảng đấu tương đối là vừa sức. Chúng ta sẽ gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Tiếp đến là chúng ta sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4. Và cuối cùng là trận đấu vào ngày 23 tháng 4. Chúng ta sẽ đối đầu với đội bóng được đánh giá là mạnh nhất ở bảng đấu, đó là U23 Uzbekistan. Như vậy là chúng ta đã ở cái mức độ là rất là vừa vặn. Và hy vọng là các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện thật là tốt, tận dụng cơ hội thật là tốt để có cái kết quả thật là tốt, ghi tên vào vòng đấu tiếp theo, tức là vòng tứ kết của giải U23 châu Á.
Với lóc ngoài được biết, xin phép được chia sẻ là có tổng cộng là 4 bảng đấu của AFC U23 Asian Cup đó, tức là giải U23 châu Á. Và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta thì nằm ở bảng D của giải U23 châu Á. Các bảng đấu còn lại thì bao gồm là bảng A là có Qatar chủ nhà, Australia, Jordan và Indonesia. Nhân dịp mà điểm qua cái bảng A này thì Dũng cũng xin phép được cập nhật là ngày hôm qua thì đội tuyển U23 Indonesia đã có một cái trận đấu giao hữu vào đêm ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 tại UAE để mà chuẩn bị cho vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2024. Kết quả là đội tuyển U23 Indonesia đã để thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số là 1-3. Ở trong trận đấu này thì U23 Indonesia chủ yếu là sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt đã tham dự với đội tuyển U23 Việt Nam. Là nhiều gương mặt đã thi đấu cái trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup như là thủ môn Adi, trung vệ Ricky Ritho, tiền vệ Witan. U23 Indonesia có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Coman sau khi mà để U23 Ả Rập Xê Út mở tỷ số ngay ở phút thứ 18. Sang hiệp 2 thì đội U23 Ả Rập Xê Út, đây đang là đương kim vô địch của giải U23 châu Á nha cả nhà, đã thể hiện cái sức mạnh vượt trội khi mà ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Theo kế hoạch thì thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ còn một trận giao hữu tiếp theo nữa với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 8 tháng 4. Sau đó thì U23 Indonesia sẽ rời UAE để bay sang Qatar vào ngày 10 tháng 4, tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng bảng. Đó, như Dũng đã chia sẻ rồi thì Indonesia họ nằm ở bảng đấu khá là nặng cân. Đó là Qatar, Australia và Jordan đều là những đội bóng hay cả. Rồi ở bảng B thì có ai ạ? Ở bảng B thì có Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc. Đây được đánh giá là bảng đấu tử thần. Ở bảng C thì có 4 đội, đó là Ả Rập Xê Út, Iraq, Thái Lan và Tajikistan. Còn ở bảng D có Việt Nam chúng ta, Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Như vậy là Đông Nam Á thì khá là ngon, có 3 đại diện vậy là cũng vui rồi. Đó. À xin lỗi, có 4 đại diện, đó là Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Khá là thú vị đúng không ạ? Nhưng mà Việt Nam mình với Malaysia thì nằm ở cùng một bảng rồi. Nên là hy vọng là sẽ có một đại diện của Đông Nam Á được góp mặt ở vòng tứ kết của giải U23 châu Á năm nay. Hy vọng là đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta, hy vọng là các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mang lại được cái niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vlog ngoài đường pitch, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Phần điểm tin đến đây là xong rồi ạ. Bây giờ chúng ta đến với phần tương tác luôn. Xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Thị Mỹ Phụng. Em chào chị Đinh Hương ạ, Creoland Cookie. Xin chào bạn Khoa Trần, bạn Nguyễn Thị Mỹ Phụng. Hôm qua trận đấu Bình Định đã hay quá em ơi. Dạ đúng rồi, hôm qua chúng ta được thưởng thức một trận đấu hay của Bình Định, trong khi là với Thép Xanh Nam Định là một trận đấu mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã nhận cái trách nhiệm về mình khi mà không thể có được một cái phương án tốt đối đầu với Maryland Quy Nhơn Bình Định. Ở trận lượt đi thì họ cũng đã để thua, và trận lượt về kết quả cũng thua. Như vậy là rõ ràng là với anh Vũ Hồng Việt thì sẽ phải có những cái suy nghĩ rằng là cái lối chơi tại sao lại không đưa ra được cái phương án khắc chế. Lượt đi ở trên sân Quy Nhơn thì mặc dù là Thép Xanh Nam Định họ đã hay, thế nhưng mà họ lại không có được những cái phương án khắc chế cái lối chơi phòng ngự phản công của Maryland Quy Nhơn Bình Định, và họ để thua ngược với tỷ số là 1-2. Trong một cái trận đấu mà thế trận của Thép Xanh Nam Định là nhỉnh hơn Maryland Quy Nhơn Bình Định, nhưng mà cái lối chơi phòng ngự phản công dựa vào cặp tiền vệ trung tâm là Cao Văn Triền và Đỗ Văn Thuận, cùng với những cái tình huống chạy biên rất là hay của Văn Đức, cùng với các cầu thủ ngoại đến từ Brazil như là Arthur hay là Alan. Ngày hôm qua Thép Xanh Nam Định lại tiếp tục mắc lại chính những cái sai lầm đó. Cao Văn Triền trở lại hàng tiền vệ của Maryland Quy Nhơn Bình Định sau một trận đấu vắng mặt vì chấn thương, và ngay lập tức là Văn Triền cùng với Văn Thuận lại tiếp tục hóa giải toàn bộ cái tuyến giữa của Thép Xanh Nam Định để tạo điều kiện cho Alan và Leo Arthur thoải mái tung hoành ở trên hàng tấn công.
Ngày hôm qua thì mình đã chia sẻ trong cái chương trình livestream rằng là tự nhiên xem lối chơi ở hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định thì mình lại nhớ đến Hữu Tuấn. Có thể là Hữu Tuấn đã không còn cái niềm tin của ban lãnh đạo đội bóng nên mới bị gạch tên ở phút chót như vậy. Gạch tên ở cái thời điểm mà bạn ấy cũng không thể xin chuyển đến tạm thời chơi cho một đội bóng nào đó theo hợp đồng cho mượn từ Thép Xanh Nam Định nữa. Thì Hữu Tuấn phải ngồi chơi xe nước. Nhưng với hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định đá ngày hôm qua, một mình Lucas không thể nào là một cái chốt chặn, không thể nào gánh hết cho hàng phòng ngự được. Nếu như là các vệ tinh ở xung quanh thi đấu không tốt, Dương Văn Hào, Văn Kiên dâng cao tấn công và thường xuyên để lộ những cái khoảng hở rất là lớn và nền tảng thể lực nữa. Chúng ta thấy là trong cái bàn thắng thứ tư mà Leo Arthur ghi, một cái pha vượt qua Văn Kiên, lừa qua luôn thủ môn Nguyên Mạnh bằng một cái tình huống rê trái bóng bằng gầm giày nhẹ nhàng qua rồi sửa bóng vào trong cái góc hẹp, thì phải nói rằng là nó cho thấy rằng là cái yếu tố thể lực ở hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định có vấn đề. Ngày hôm qua thì cả hàng công cũng hụt hơi luôn. Hàng công trong khoảng 15 phút cuối là bắt đầu có thấy có dấu hiệu là chạy hết nổi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái vấn đề lớn nhất vẫn là nằm ở hàng phòng ngự. Thì nếu phải như là có Hữu Tuấn thì mình nghĩ rằng cũng có thể là một câu chuyện khác. Bởi Hữu Tuấn là một cầu thủ có cái khả năng đọc tình huống và chỉ huy lối chơi cũng khá là tốt. Chỉ tiếc cho Thép Xanh Nam Định. Và một phần nào đó nó sẽ trở thành một cái dự báo áp lực và khó khăn tiếp theo cho đội bóng Thành Nam trong cái chặng đường tới đây. Bây giờ mới là kết thúc vòng 15 thôi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 11 vòng đấu nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bóng đá mà. 11 vòng đấu là một chặng đường còn rất dài. Xin chào bạn Nguyễn Bảo Nam, Han Dũng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn là một huấn luyện viên thời đại và công nghệ nhất trong huấn luyện. Nhưng có khi tính cách của anh hay hợp với các lứa U trẻ, còn huấn luyện viên tuyển có thể khó phù hợp đúng không anh? Mình không thể nào trả lời được một cái câu hỏi như vậy cả. Bởi vì các bạn hỏi một câu hỏi mà bản thân các bạn đang hỏi, mình chỉ là một cái người đưa tin. Mình không đủ một cái trình độ chuyên môn nào để đánh giá là anh Tuấn có phù hợp với đội tuyển quốc gia hay không. Mình luôn đánh giá theo kiểu là cái khuynh hướng lựa chọn con người của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tùy vào từng thời điểm. Chẳng hạn như lúc này thì mình nghiêng về cái khả năng là sẽ chọn một huấn luyện viên nước ngoài, là một huấn luyện viên người Nhật. Tại vì mình cũng chỉ dự đoán đoán mò thôi. Mình đoán mò theo cái kiểu là mình thấy nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang muốn đồng hành với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đã có doanh nghiệp Nhật Bản vừa ký hợp đồng tài trợ với bóng đá Việt Nam. Thì mình căn cứ vào cái chuyện đó để mình nghĩ rằng là có thể là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cân nhắc đến xác suất, đến khả năng cao là sẽ mời một huấn luyện viên Nhật Bản. Cho nên là doanh nghiệp Nhật họ đổ vô để họ đồng hành với Liên đoàn. Đó là cái đánh giá dựa trên cái những cái thông tin đang xuất hiện thôi. Chứ còn nếu mà để kêu Dũng là đưa ra một cái đánh giá là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên Trần Minh Chiến, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không, có làm lâu dài được hay không, hay chỉ là làm tạm quyền, thì nói thiệt là đều chỉ mang tính chất đoán mò thôi. Dũng làm gì có đủ cái trình độ để mà đưa ra cái nhận định đâu. Dũng không phải là người làm về chuyên môn. Cái này á thì thường là sẽ đặt câu hỏi cho các huấn luyện viên là tốt nhất. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã nghe rồi, báo chí cũng tiếp tục đặt câu hỏi với anh Chu Đình Nghiêm. Và anh Nghiêm anh nói là anh không đủ sức, đủ trình để mà làm đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại. Một lời từ chối khéo tiếp theo. Trước đó là huấn luyện viên Katisak hay là huấn luyện viên Veliza Popov. Vâng ạ, tức là những cái ứng viên họ đều có những cái chia sẻ như vậy. Còn về anh Hoàng Anh Tuấn, anh ấy đương nhiên là càng không muốn nói về đội tuyển quốc gia. Anh ấy sẽ tập trung cho cái câu chuyện là tôi đang cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ với U23 Việt Nam cái đã. Tôi biết là ở thời điểm hiện tại cái niềm tin của người hâm mộ bóng đá đang xuống rất thấp sau cái loạt chuỗi trận thất bại vừa rồi của đội tuyển quốc gia. Cho nên là tôi hiểu là bây giờ cái áp lực đặt lên đội tuyển U23 Việt Nam để đội mà thi đấu tốt, tôi phải cố gắng.
khi mà có được cái thành công nhất định, lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ thì câu chuyện gì sau đó mới dám tính tiếp? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Bảo Nam. Xin chào bạn Phúc Bùi, bạn Messi. Chờ ngày U23 Việt Nam đá trận đầu tiên là ngày giờ nào anh? Lần lượt luôn, em cảm ơn. Trận đầu tiên là chúng ta đá vào như là 22:30. Cái giờ đầu tiên mà Việt Nam mình đá theo giờ Việt Nam là 22:30 ngày 17 tháng 4 là 10:30 tối là chúng ta sẽ đá. Cái trận thứ hai của chúng ta là đá sớm hơn 4 tiếng là 20 à, đá sớm hơn 2 tiếng đó là 20:00 là chúng ta đá với Malaysia. Và cái trận cuối là chúng ta sẽ quay trở lại là đá vào 22:30 tức là 10:30 đá với Uzbekistan. Xin chào bạn Alexander Pato. Cứ nói đội tuyển Việt Nam phải chơi lối chơi kiểm soát bóng mới đến được World Cup, nhưng hãy nhìn Maroc, họ chơi phòng ngự phản công và vào tận trận bán kết, thì liên đoàn có nên thay đổi lại chiến lược không ạ? Thực sự thì cái khái niệm, cái chiến lược là gì? Thì cái yếu tố quyết định cuối cùng là phù hợp với con người hay không. Cái con người ở cái thời điểm nào sẽ phù hợp với cái lối chơi nào, đó là cái trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng sẽ là người nhận ra được cái vấn đề. Nếu là huấn luyện viên giỏi, họ sẽ điều chỉnh tốt. Nếu huấn luyện viên không giỏi, họ sẽ buộc phải tập, họ sẽ phải buộc phải thích nghi, họ phải làm cái cách nào đó về mặt tâm lý chẳng hạn, để giúp cho các cầu thủ phải làm quen và sớm thích nghi với cái lối chơi mà họ mong muốn. Thực sự mà nói thì như trong một cái chặng đường, chúng ta cũng thấy cái quá trình huấn luyện viên Philippe Jussé đến với bóng đá Việt Nam, chúng ta sẽ đối chiếu với thời của huấn luyện viên Toshiya Miura, hay là các thời của huấn luyện viên nội, các thời huấn luyện viên không thành công trước đó, để chúng ta thấy được là có một phần là con người khi mà được gọi lên lại không quá phù hợp với cái lối chơi mà huấn luyện viên trưởng họ muốn theo đuổi. Như Dũng đã chia sẻ rồi, bất kỳ một huấn luyện viên nào khi họ bắt đầu làm nghề cho đến khi họ chính thức giải nghệ, khi lớn tuổi họ giải nghệ, thì nhắc đến tên của cái huấn luyện viên đó thì giới chuyên môn họ sẽ đọc ra được là cái ông huấn luyện viên đó thường hay theo đuổi cái lối chơi nào, cái sơ đồ chiến thuật nào, 3-4-3, 4-4-2, 4-5-1, 4-4-1-1, v.v. Mỗi huấn luyện viên họ sẽ rất thích cái lối chơi, một cái lối chơi thôi. Và họ luôn muốn là tất cả những cái tinh hoa nào đó phải phù hợp nhất với cái lối chơi đó của họ. Huấn luyện viên Philippe Jussé cũng vậy, ông không nằm ngoài cái quy luật đó. Đúng không ạ? Ông thích một cái lối chơi kiểm soát bóng với một cái sơ đồ đội hình như thế. Và những cái con người như thế. Thế nhưng mà rất tiếc là những cái bạn đó thì không thể phù hợp. Một là không phù hợp. Hai là có thể họ chưa thích nghi được vì họ còn quá non nớt, đó là nhóm cầu thủ trẻ. Nhóm các cầu thủ mà gọi là cựu binh dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì gò họ vào cái lối chơi đó cũng có thể là chính họ cũng không cảm nhận được, họ không thích nghi được và họ không phát huy được năng lực. Bản thân các cầu thủ cũng có một phần trách nhiệm chứ không phải là không có trách nhiệm. Bởi vì họ không tương thích được với cái lối chơi đó, với cái lối chơi mà huấn luyện viên Philippe Jussé mong muốn. Nhưng mà cái vai trò là huấn luyện viên trưởng thì khi mà thất bại thì dĩ nhiên là ông phải chịu trách nhiệm rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng là tùy vào từng thời điểm. Hãy nhìn qua đội tuyển Thái Lan trong thời gian vừa rồi, khi họ đá với những đội bóng lớn, họ sẽ chơi lối chơi gì? Họ lối chơi phòng ngự phản công giống như thời của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo dẫn dắt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn là phân tích đối thủ theo cái kiểu là tìm mọi cái điểm nào mà đối thủ dở nhất để sẽ có cái phương án đá với một cái đội hình với những con người để khắc chế được và khoan vào những cái vị trí dở nhất của đối thủ. Tức là dựa vào cái lượng thông tin. Đầu tiên á, một trong những cái yếu tố thành công đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo là ông lấy lòng được cầu thủ trước. Ok, cái này là thành công. Nhưng cái yếu tố thứ hai đó là cái quá trình chuẩn bị.
cái quá trình chuẩn bị này nó đòi hỏi phải có cái lượng thông tin cực lớn về đối thủ cái đã, để liệu cơm gắp mắm. Tức là phải biết là đối thủ có cái thói quen gì, thích đá theo khuynh hướng nào, di chuyển ra sao, và cái thời điểm nào là có thể là đánh bại được đối thủ đó. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo lại có cái đội ngũ lấy cái thông tin đó tốt, có những cái thông tin, có những cái dữ kiện đó tốt để đưa ra phân tích và cho các học trò tập theo. Cho nên là sau này á, khi mà mình ngồi nói chuyện với anh Lê Huy Khoa là một, nói chuyện với Quế Ngọc Hải, nói chuyện với Văn Thanh vân vân, các bạn ấy đều kể cái câu chuyện là khi mà vào cái buổi tập á, có những cái buổi tập thì Quế Ngọc Hải và các bạn cảm thấy rất là ngạc nhiên là thầy lại lôi cả đội ra chỉ để tập chống bóng bổng 1 tiếng đồng hồ và tập tấn công bóng bổng 1 tiếng đồng hồ. Tức là cái đội nào, nhóm nào đứng để lo chống bóng bổng và nhóm nào lo để tấn công bóng bổng. Tập đúng 1 tiếng đồng hồ chỉ có cái bài là chấm, cứ các ông chấm ở biên phạt góc và tạt vào. Thì các cái vị trí sẽ đứng làm sao, các cái vị trí phòng ngự sẽ đứng làm sao, phải chạy ra như thế nào, và ai đứng ở chỗ nào là đứng nguyên ở cái chỗ đó, vào trận là sẽ đứng y như cái tư thế đó. Và sẽ có những cái dự kiện, chẳng hạn như là Quế Ngọc Hải đi đứng sát cột 1 đi, thì khi mà đứng sát cột 1 thì Quế Ngọc Hải cần phải kèm cái cầu thủ nào. Thì Quế Ngọc Hải với các bạn mới suy nghĩ rằng là tại sao thầy lại tập cho mình như vậy. Thì đến cái trận đấu với đội tuyển Jordan ở vòng 1/8 của Asian Cup năm 2019, thì sau cái trận đấu đó Hải Quế rất là nhớ, mà Hải Quế mới về mới kể là đúng y chang anh ạ. Tức là khi mà thầy tập cho bọn em thì bọn em cũng có thắc mắc, về phòng cũng nói chuyện với nhau là hôm nay sao thầy tập dữ vậy, tập có một bài à, không cần cái tập cái gì hết. Thì hóa ra là đến lúc mà đá cái trận đó thì tụi em mới ồ lên. Tức là khi mà đá được khoảng mấy phút á, Jordan bắt đầu tổ chức tấn công á, và có cái tình huống mà đá phạt góc á, thì là các bạn biết rồi, khi mà vào đứng mà trước đó đã tập mà đối thủ họ lại đá y chang như vậy thì quá dễ cho cái game đó, quá dễ cho cái game đó. Tức là hàng phòng ngự tự tin lên hẳn luôn, bảo ơ nó đúng thằng này nó đang đứng ở cạnh mình luôn, thằng kia nó đứng ở kia, mà coi như là trọng chiếc này nọ, dặn mạnh hay là dũng này nọ là có thể đứng thoải mái. Ừ ok, tức là tập rồi, chuẩn bị hết rồi. Vậy hết sợ. Thì các bạn hiểu cái tâm lý đi đá banh mà các bạn biết đối thủ chuẩn bị đá nào, các bạn có tự tin không? Tự tin thì đó là cái chiêu của huấn luyện viên Văng Sơn, tức là liệu cơm gắp mắm và có cái lượng thông tin rất lớn để phân tích. Thì ngược lại là trong một cái lối chơi của huấn luyện viên Philippe Thuse, ông muốn kiểm soát bóng được, ông có thể ban bật, thế nhưng mà cái thông tin là đối thủ họ sẽ chơi như thế nào, chúng ta liệu có giải mã được hết không? Khi mà vừa rồi Indonesia họ có những cái nhân tố mới, chúng ta không biết gì về họ. Chúng ta chỉ biết là thằng này nó rất là ngon, nó vừa về từ cái đội mà hồi trước Văn Hậu đá ở cái đội đó, dự bị múc mùa. Còn thằng này nó đang đá chính ở cái đội đó. Tức là xét về đẳng cấp trước cái đã là thấy nó ngon hơn rồi, là thấy là sợ rồi. Nhưng mà rồi ra sân mù mờ về thông tin đối thủ, không có phương án, thì dĩ nhiên cứ ban bật hoài, nhưng họ di chuyển như thế nào chúng ta không có cái đối, không có cái đối sách gì cả, thì dĩ nhiên là chúng ta rối thì lâm vào cái cảnh gì ạ, bế tắc. Càng đá chúng ta lại càng cảm giác như là ôi, hiệp 2 ra sân, bắt đầu cầu thủ ra sân đá thêm một chút nữa, cái chúng ta có một cái cảm giác rất vô vọng khi đến khung thành của đối thủ. Đường đến khung thành sao xa xăm quá, vì đơn giản là chúng ta không biết đi đường nào nữa hết, chúng ta không có phương án nào để đối phó nữa hết, chúng ta vô vọng. Thì đó có lẽ là một trong những cái sự khác biệt thôi. Xin chào bạn Phong Trần. Hôm qua chiến thắng của Bình Định cũng một phần nhờ đến sự xuất thần của thủ môn Đặng Văn Lâm, quá sức là hay luôn. Dạ đúng rồi. Về các cái tình huống chơi chân thì Văn Lâm vẫn có thể tạo nên những cái tiếng cười ồ trên khán đài, nhưng mà về cơ bản cái phản xạ của Văn Lâm là cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ấn tượng. Xin chào bạn Kaoru Mitoma. Brazil ra sân banh vơ đại một cầu thủ cũng ngon, cũng có cầu ngon để đá Philip.
Brazil là cái đất nước sản sinh ra ngôi sao bóng đá rồi. Thế nhưng mà cả nhà vẫn còn nhớ đúng không ạ? Là có những cái thời điểm đó như Brazil tổ chức World Cup, đúng không ạ? 2014, đúng không? Nam Phi 2010, Brazil 2014. Và chúng ta cũng thấy được rất là nhiều vấn đề. Chúng ta thấy được có những cái thời điểm mà họ cũng không bói ra được những ngôi sao bóng đá. Nhưng có những cái thời điểm thì đội hình của họ toàn là siêu sao không. Thì đừng có nói là cỡ câu lạc bộ rồi những cái cầu thủ hạng trung, hạng rùi qua Việt Nam hoàn toàn có thể là đá tưng bừng. Xin chào bạn mèo con hết hóc xương. Mình đặt ví dụ nếu Bầu Đức không làm bóng đá nữa, rồi có một doanh nghiệp Thái vào đầu tư và mang những người điều hành người Thái vào, thì mình nghĩ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuyên nghiệp nhất V-League, có thể không mạnh nhất. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn mèo con hết hóc xương. Anh Đức thì vẫn làm thôi, nhưng mà lúc này anh ấy cần sự đồng hành của các doanh nghiệp. Và khi LB Băng đến với anh Đức, như anh Đức nói là như một sự kế thừa đó, tức là hỗ trợ cho anh Đức rất là nhiều về cái mặt vận hành và cái mặt tài chính luôn. Anh Đức chỉ có việc là ngồi và tính toán lại mọi thứ, thì dĩ nhiên là với nhiều khán giả thuộc trong rapper hay gọi là old school đúng không? thì thế hệ người hâm mộ cụ chào đi, thì là có cảm giác gì đó tổn thương. Thế hệ trẻ thì cũng có cảm giác hoài nghi. Còn thế hệ tin tin tương lai thì nó cần quan tâm gì đâu. Nó chỉ cần quan tâm là mai mốt mà đẹp hơn, ngon hơn, xịn sò hơn thì nó khoái. Chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế là rồi thì nó sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi, những cái đổi thay. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn hãy nghĩ đến một câu chuyện đi. Đó là bây giờ có phải là trong một thời điểm nào đó, khoan hãy nói về cái câu chuyện đang đua trụ hạng, mà trong một cái thời điểm tương lai nào đó, Hoàng Anh Gia Lai lại trở thành một cái điểm đến đầy sức hút. Đầy sức hút với tất cả. Vậy thì có phải đó là một cái điều mà nó sẽ mang đến cái sự mới mẻ, nó mang đến cái sự háo hức cho cái thế hệ cổ động viên, fan mới hay không? Fan tin á. Những cái thế hệ mà fan mới thì có lẽ là họ sẽ không cần quan tâm quá nhiều đến chuyện là hồi trước ai là huấn luyện viên, Gia Lai vừa trải qua những cái biến cố gì, rồi câu chuyện kinh doanh v.v. đâu. Họ không quan tâm đến cái đó. Vì các em còn nhỏ. Nhưng các em bắt đầu thích anh Quốc Việt, thích anh Đức Việt v.v. Họ vẫn biết đến các anh Công Phượng, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu v.v. Cả nhà có thể tưởng tượng được một ngày nào đó, người bước ra khỏi đường hầm và chào cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng, là Đoàn Văn Hậu, là Bùi Hoàng Việt Anh, là Quang Hải hay không? Là một thế hệ các em tin trẻ hơn nữa, các cầu thủ trẻ đang nổi bật của bóng đá Việt Nam cũng đi cùng với các anh ấy ra sân để chào người hâm mộ Gia Lai hay không? Câu chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra năm 2024-2025, 2025-2026. Khi mà LB Băng họ sẽ tập trung đầu tư cho Hoàng Anh Gia Lai để làm gì? Nhân đôi cái hiệu ứng về thương hiệu lên. Công Phượng sẽ trở về Gia Lai, đây là cái điều chắc chắn. Đây là cái điều chắc chắn. Công Phượng sẽ về rất sớm. Hết mùa này là Công Phượng sẽ về với Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một cái thông tin mà mình nghe đồn. Mình nghe đồn được. Mình đang câu view thôi. Mình chỉ hy vọng là nó sẽ xảy ra, vì các anh em Gia Lai cũng đang nghe mình nói đây và cũng đang chờ đợi điều đó. Một sự cộng hưởng rất là lớn trong khoảng thời gian tới. Chúng ta, mình đang nói về cái câu chuyện là tạm thời gác cái chuyện đua trụ hạng qua bên. Vì năm nay cái lực lượng này là chỉ lo trụ hạng thôi là xanh mặt rồi. Mình không nói nữa. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng là trong một cái thời gian tới, các bạn nghĩ đi, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay là Bùi Hoàng Việt Anh bước ra sân Pleiku và chào người hâm mộ Gia Lai. Wow, không thể tưởng tượng được là chuyện gì xảy ra. Ồ, lúc đó mình còn không tưởng tượng được. Và cũng xin được chia sẻ là mình nghe đồn nữa là Carabao sẽ tiếp tục đồng hành với Hoàng Anh Gia Lai trong những năm tiếp theo nữa. Nghe đồn là lại tiếp tục yêu thương nhau trọn vẹn rồi. Như vậy là hai nhà tài trợ đều rất khủng. Hai nhà tài trợ là mơ ước của nhiều câu lạc bộ khác. Hãy nghĩ theo một cái hướng tích cực hơn. Lúc này thì mình cũng chưa thấy tích cực cho lắm.
nhưng mà tương lai nó là sự tích cực. Xin chào anh Hải Nguyễn. Hello Dũng, Bình Định hôm qua xuất sắc quá Dũng ơi. Nhưng cứ nghĩ như thế này thì V-League bị xé nát mất, em có nghĩ như vậy không? Dạ đúng rồi, xé nát mà đến lúc mà quay lại là đuối luôn á, đi làm đuối luôn. Thực sự là em cũng chưa thể lên được một cái kế hoạch nào cho cái giai đoạn tác nghiệp vào tháng 5 với cái mật độ khủng khiếp như vậy. Bản thân em còn không tính nổi đến chi phí em sẽ phải bỏ ra để đi tác nghiệp, tính nổi cái khoảng thời gian di chuyển liên tục trên máy bay và trên xe. Thật sự là nghe thấy đã đuối rồi, đừng nói là anh em cầu thủ. Nhân đây thì Dũng cũng xin phép chia sẻ đến quý khán giả một cái thông tin về tour du lịch của Dũng vào đầu tháng 5 đi, để cả nhà nếu mà quan tâm thì có thể là liên hệ với Dũng á. Vì lúc này thì sáng ngày hôm nay trên trang cộng đồng của YouTube kênh Vlog Ngoài Đường Pit cũng như là trên Zalo và Facebook Nguyễn Hữu Dũng thì Dũng cũng đã thông báo. Đầu tiên là cái tour này là khám phá Sapa, chinh phục Phan Xipang và xem Hoàng Anh Gia Lai thi đấu với đội chủ nhà Thể Công Viettel. Sapa nói chung và nóc nhà Đông Dương Phan Xipang nói riêng luôn có một sức hút đặc biệt với mọi du khách. Và các khán giả của Ngoài Đường Pit du ký cũng không phải chờ quá lâu để cùng nhau chinh phục điểm đến đầy thú vị này, nhân dịp ra Hà Nội để xem trận Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Chuyến đi sẽ là 6 ngày 5 đêm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và trở về lại Sài Gòn hoặc là các sân bay khác vào ngày 6 tháng 5. Chi phí chọn tour là 17 triệu đồng, nhưng chỉ đăng ký từ nay, từ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 4 thôi. Còn sau đó thì chi phí sẽ đội lên là 18 triệu đồng một khách, trẻ em là 70% theo đi kèm theo người lớn. Quý khán giả có thể liên hệ trực tiếp với Dũng qua số điện thoại 0909 608 754. Đây là tour đi Sapa và Hà Nội. Do là bị gián đoạn bởi quảng cáo một chút nên là bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cái tour. Hành trình chi tiết tour 6 ngày 5 đêm bao gồm ngày 1 tháng 5 bắt đầu là khoảng từ 10 giờ đến 14 giờ. Tại vì nếu có một số khán giả mà bay từ sân bay Cần Thơ hoặc là bay từ sân bay Quy Nhơn, bay từ sân bay Pleiku hay là sân bay Phù Cát của Bình Định, sân bay Đà Nẵng vân vân. Tại vì cũng có nhiều khách là ở chỗ nào gần chỗ nào thì bay từ sân bay đó cho tiện. Thì cả đoàn sẽ bắt đầu bay ra Hà Nội và gặp nhau ở sân bay Nội Bài. 17:30 thì đoàn sẽ từ sân bay Nội Bài di chuyển vào Hà Nội ăn tối tại nhà hàng Hoa Ban Quán. Đến 20:30 thì cả đoàn sẽ di chuyển ra ga Hà Nội và chúng ta sẽ lên tàu lửa để thẳng tiến từ Hà Nội đi Lào Cai. Sáng ngày 2 tháng 5, 6 giờ sáng thì đoàn của chúng ta sẽ có mặt tại Lào Cai. Xe sẽ đón đoàn đưa đi ăn sáng rồi chúng ta sẽ bắt đầu thẳng tiến đến thị trấn Sapa. Đến 8 giờ thì chúng ta tới Sapa, chúng ta sẽ trú ngụ tại khách sạn Sapa TV của hãng Sapa TV đó. Đoàn ta sau đó xếp hành lý xong, chuẩn bị ba lô, Dũng sẽ cung cấp ba lô cho mọi người bỏ ít nước, rồi đồ ăn nhẹ này nọ. Chúng ta sẽ lên đường đi Phan Xipang. Tất nhiên là do đoàn sẽ là rất nhiều cô chú lớn tuổi nên là sẽ đi bằng cáp treo và bằng tàu điện lên Phan Xipang. Ở đây là cái tour này thì toàn bộ là bên Sun World Legend, bên tập đoàn Sun Group đó, họ làm ở Sapa mà họ làm cái công trình đó, thì chúng ta sẽ đi bằng cáp treo đỡ mệt. Chúng ta sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Phan Xipang. 11:30 chúng ta sẽ ăn trưa buffet ngay ở phía trên đó luôn và chúng ta nghỉ ngơi tham quan. Buổi chiều thì chúng ta trở về, xe sẽ đưa chúng ta đi tham quan cầu Kình, thác Bạc và cổng trời. Và chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái sức khỏe của đoàn nữa, các thành viên trong đoàn, hướng dẫn viên sẽ lo và đưa ra các cái quyết định về việc đi đến các cái địa điểm nào thuận lợi nhất. Rồi sau đó nếu mà chưa đi được thì ngày hôm sau chúng ta có thể đi tiếp. Buổi tối thì chúng ta về nhận phòng nghỉ ngơi, rồi chúng ta ăn tối luôn tại nhà hàng của Sapa TV. Hy vọng là bạn Hải Sapa cũng sẽ có mặt ở thời điểm đó để giao lưu với nhau. Ngày 3 tháng 5 buổi sáng thì chúng ta sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi đến bản Cát Cát. Chúng ta buổi trưa, buổi chiều thì tham quan bản Tà Van và Tả Van và khu vườn Vô Cực. Buổi tối thì chúng ta sẽ đi ăn tối và đi dạo ở trong thị trấn Sapa, ngắm sương. Ngày 4 tháng 5 buổi sáng, chúng ta ăn sáng xong chúng ta trả phòng và đi bản Tả Phìn.
Đến buổi trưa thì đi chợ phiên Bắc Hà, và đến buổi chiều chúng ta sẽ về Lào Cai. Chúng ta đi chợ Cốc Lếu, chợ Cốc Lếu ở Lào Cai, rồi ra ga. Chúng ta ăn trưa, ăn tối ở ga, sau đó là lên tàu quay trở về Hà Nội. Ngày 5 tháng 5 thì 7 giờ sáng là chúng ta sẽ có mặt tại khách sạn rồi. Dũng sẽ hỏi bên Hoàng Anh Gia Lai ở đâu, đoàn của chúng ta sẽ ở đó. Tại vì trong cái chuyến đi lần này thì theo cái chia sẻ từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày hôm qua, khi mà ăn sáng cùng với mình thì họ cũng có nói với mình là họ xin phép là sẽ quay clip chia sẻ của đoàn trong cái chuyến đi ra Hà Nội đợt tới, và tổng hợp thêm một số những cái đoạn clip nữa để họ làm một cái phóng sự đăng ở trên trang chủ của liên đoàn, trang chủ của câu lạc bộ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, như là một cái lời cảm ơn tri ân đến các cổ động viên đã luôn đồng hành với đội bóng trong suốt quãng thời gian vừa qua. Đội đi đâu cũng đi theo để cổ vũ, và đây là cái nghĩa cử mà phía Hoàng Anh Gia Lai muốn dành tặng cho các thành viên trong đoàn ngoài đường pit du ký. Thì do đó là khi mà chúng ta về khách sạn á, thì chúng ta giao lưu với các cầu thủ xong là chúng ta sẽ có một cái phần ghi hình nhẹ, rồi chúng ta tranh thủ đi dạo ở Hà Nội, đi ăn bún chả rồi này nọ, cứ đi theo mình thôi, ra Hồ Gươm chơi rồi này nọ. Buổi chiều chúng ta đi ăn tối, chúng ta ăn tối trước xong rồi mới ra sân hàng đẩy để xem trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó thì chúng ta về ăn nhẹ vào buổi tối, nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau thì chúng ta tạm biệt nhau, cùng ra sân bay Nội Bài, rồi đường ai nấy đi. Ai muốn bay về Hà Nội, bay về Sài Gòn thì bay, bay về Đà Nẵng, bay về Cần Thơ, bay về Quy Nhơn, bay về Pleiku chẳng hạn thì cứ báo Dũng. Tại vì cái này, chi phí này thì đều đã có tính toán đến cái vé máy bay. Và càng gần đến ngày thì cái tiền vé máy bay, cả nhà cũng biết rồi, thời gian gần đây là giá vé rất là cao. Và hầu như là các công ty du lịch họ đều hạn chế tổ chức các cái tour mà bay xa, vì cái giá vé nó quá cao, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lựa chọn tour của hành khách. Tuy nhiên là mình thì sẽ luôn cố gắng để cân đối đúng cái giá vé. Cho nên là Dũng đã chia sẻ rồi, là từ nay cho đến ngày 15 tháng 4 thì giá vé là 17 triệu. Sau ngày đó mà có quý khách nào đăng ký thêm thì giá vé sẽ là 18 triệu. Dạ, xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Hẹn gặp lại cả nhà trong các cái tour thú vị như vậy. Và đó là tour bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 6 tháng 5. Lúc này đây thì danh sách hành khách đăng ký thì mình cập nhật luôn ở trên trang cộng đồng của kênh YouTube Vlog Ngoài Đường Pit, cũng như là trên Zalo của mình. Rồi bây giờ thì chúng ta lại đến với những câu tương tác tiếp theo ạ. Xin chào bạn Nguyễn Thị Mỹ Phụng, bạn Trường Sơn. Việt Nam chưa chuyên nghiệp được khi vẫn tạm dừng giải vô địch quốc gia để đội đi đá đội trẻ. Thà nghỉ để cho U23 cạnh tranh vô địch thì nghỉ được, chớ hay bị loại từ vòng bảng mà vẫn phải hoãn. Xin chào bạn Trương Thị Nga. Anh nghĩ ở vòng 16 của V-League thì trận Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định sẽ là trận chung kết sớm của V-League. Và anh nhận định gì về các bảng đấu tại vòng chung kết của U23 châu Á năm 2024? Trận đấu ở vòng 16 thực sự là một trận đấu rất hay. Mình quan tâm đến trận này, nhưng mà mình cũng quan tâm đến một cái trận khác nữa. Đó là như là cái trận của Thép Xanh Nam Định làm khách trên sân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau đó. Cũng là những cái trận đấu mà phải nói là cực kỳ hay. Ngày 13 tháng 5 là Thép Xanh Nam Định cũng lên đấu đó, và Tuấn Anh quay trở lại, nhưng không biết là đối đầu hay không. Nhưng mà hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Tuấn Anh luôn. Và cái trận đấu đó cũng là một cái rất là cảm xúc. Còn với cái trận đấu giữa câu lạc bộ Công An Hà Nội và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở vòng 16 thì chưa thể gọi là chung kết sớm được đâu, kể cả khi hai đội đang đứng dẫn đầu ở bảng xếp hạng V-League đi chăng nữa, thì mình vẫn nghĩ rằng là cái cuộc đua này tới vòng 26, từ giờ cho đến đó là 11 vòng đấu, rất là nhiều biến cố, rất là nhiều cái sự khó lường ở từng vòng đấu. Cho nên là vẫn phải kiên nhẫn để chờ đợi. Chứ nếu mà vội vã nói là cái kết quả đó định đoạt thì còn quá sớm các bạn ạ. Mới vòng 16, sau đó là còn tới 10 vòng nữa, làm gì đúng không ạ? Nên là cũng hơi khó. Còn nhận định về các bạn đấu tại vòng chung kết của U23 châu Á thì lúc nãy trong cái phần điểm qua vừa rồi Dũng cũng đã nhắc đến đó. Xin chào bạn Lương Sang, tiếc cho Quốc Cường, Thanh Khôi và Vĩnh Nguyên. Xin cảm ơn bạn Lương Sang, hãy chờ đợi
Quốc Cường là một cầu thủ rất là tài năng, một điểm sáng của bóng đá trẻ. Hãy chờ đợi trong thời điểm tới, bạn ấy còn trẻ mà, cơ hội còn nhiều. Thanh Khôi cũng vậy, Vĩnh Nguyên cũng thế. Thanh Khôi thời gian gần đây được huấn luyện viên Phùng Thanh Phương trao rất nhiều cơ hội để thi đấu ở tuyến giữa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã rất là triển vọng, đã rất là tiến bộ. Xin chào bạn Bùi Hữu An. Không ưu tiên cho lứa trẻ, thời gian tập không có ra châu lục, nó đá cho nát người. Xin chào bạn Trần Việt, có thông tin mới về huấn luyện viên chưa anh? Ồ, chắc chắn là chưa, lúc này thì mình không có thông tin. Toàn thấy đồn không à, đồn thì biết bao giờ mới kết thúc. Con chào chú Đặng Văn Năm. Anh chúc sức khỏe chú Năm ạ. Bạn Mai Văn Tiến, trận nào cũng đá như Nam Định với Bình Định thì bóng đá Việt Nam sẽ nhanh vươn xa. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Mai Văn Tiến ạ. Một trận đấu tốc độ nhanh và cầu thủ hai đội đã chơi cống hiến. Đó có lẽ là điều mà là cái điểm sáng cho V-League và là cái sự mong chờ của người hâm mộ. Xin chào bạn Master Wood. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn nói chuyện thẳng thắn quá em nhỉ, nên như vậy. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Master Wood. Bạn 14 Củ Tỏi. Nhiều người gọi Đông Nam Á là vùng chủng của bóng đá khu vực, nhưng em thấy vòng chung kết U23 hay Asian Cup có tới 3-4 nước Đông Nam Á tham gia thì phải công nhận là bóng đá Đông Nam Á đang phát triển đó anh nhỉ. Thực tế thì gọi như vậy, nhưng mà cũng có những thời điểm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay Indonesia họ góp mặt ở các vòng chung kết của giải châu lục và họ cũng có những cái trận đấu để lại ấn tượng lớn. Nói chung là phải cố gắng thôi. Ai cũng biết là bóng đá Đông Nam Á thì chưa là gì, chưa tạo được cái chỗ đứng lớn ở giải vô địch châu Á dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia đó. Nhưng mà có cái sự nỗ lực được ghi nhận, thậm chí là có nhiều cái quốc gia ở Tây Á khi đá với các đại diện của Đông Á, cho dù là họ có tiềm lực về tài chính và nền bóng đá của họ cũng được đánh giá rất là cao, nhưng mà họ cũng có rất là nhiều trận đấu gặp khó khăn trước chúng ta là vì vậy, trước Việt Nam, trước Thái Lan, vân vân. Xin chào bạn Lê Công Phát. Cầu thủ Leo Arthur của Bình Định quá đỉnh, làm lu mờ Rafael Sân của Nam Định. Ước gì Việt Nam có cặp tiền đạo như thế là quá đỉnh. Xin chào bạn Hoàng Trang. Bạn Nga Trần. Văn Tùng có hội quân không anh? Có, Văn Tùng được bổ sung thay thế cho Thanh Nhàn bị chấn thương. Bạn Nghi Nguyễn, tác nghiệp báo chí thì ok. Mình thấy huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng thích phỏng vấn nhiều, đôi khi không tốt. Mình thấy chuyện mà huấn luyện viên phỏng vấn thì là rất là bình thường, không có vấn đề gì. Vì báo chí cũng cần và người hâm mộ cũng cần có những cái thông tin được chia sẻ. Xin chào bạn Phạm Thơm. Bóng đá Việt Nam không có nền móng vững chắc, không có nguồn thì chẳng có huấn luyện viên thần thánh nào mà thành công, có thành tích tốt được. Xin chào bạn Phạm Văn Cảng. Hữu Dũng có cho rằng khi tập huấn các lứa tuổi U nên cho thi đấu giao hữu với các đội lớn tuổi khác, các đội mạnh hơn, nên chấp một hoặc hai cầu thủ thì có khả năng, có khả thi không ạ? Đá với các đội lớn hơn. Dạ. Cái này thì em nghĩ rằng là tạo nhiều điều kiện, nhiều cái sân chơi lớn nhất có thể dành cho các cầu thủ là điều quan trọng nhất. Các cầu thủ trẻ vẫn ít sân chơi. Bóng đá Việt Nam bây giờ thì bắt đầu quay trở lại với cái guồng quay bình thường rồi. Có giải U17, U19, đó, U21. Thì đó là cái sân chơi cho nhiều em, thậm chí là có nhiều em U17 nhưng mà vẫn được đá xong cái giải đó là tiếp tục được các thầy đôn lên đá giải U19, thậm chí là đá cả giải U21 nếu các em chững chạc, tiến bộ sớm. Tuy nhiên là vẫn ít sân chơi, thực sự là như vậy. Mật độ cầu thủ trẻ ở nước ngoài, ở nhiều nền bóng đá lớn, đẳng cấp
là họ đá nhiều trận trong một năm lắm. Trong khi các cầu thủ trẻ của Việt Nam chúng ta thì cái số trận chỉ bằng 1/3 so với nhiều nền bóng đá phát triển thôi. Xin chào anh Chu Văn Hùng. Dũng ơi, anh không hiểu lịch thi đấu sao chỉ có 21 trận là sao? Ví dụ vòng 15/21, 16/21 em giải thích cho anh với. Dạ, tới vòng 21 thôi, tức là chưa có lịch tiếp theo của vòng 22, 23, 24, 25, 26. Tức là chưa xác định. VPF họ chưa xác định tiếp. Còn phải xem đội tuyển căng lại cái lịch ở cái giai đoạn tháng 6 đá với Philippines và Iraq xong, họ lại đưa ra một cái lịch cái phần còn lại, 5 vòng còn lại. Chứ không phải là chỉ đá đến 21 vòng, mà là do là chưa có cái giờ, ngày giờ cụ thể của cái từ cái vòng 22 trở đi nên là họ chưa thông báo. Xin chào bạn Sơn Sơn. Có thông tin là Bình Định muốn chiêu mộ Đình Bắc, tin từ Tết Trần. Dạ đúng rồi, sáng nay thì Dũng cũng có nghe các khán giả chia sẻ cái thông tin này. Thực tế mà nói thì việc mà Maryland, Quy Nhơn, Bình Định họ muốn có Đình Bắc cũng để giải cứu cho bạn ấy thì mình nghĩ rằng là cũng hợp lý. Tuy nhiên là bây giờ cái hợp đồng rất là dài. Và thứ hai nữa là muốn mà giải cứu thành công thì cũng phải hết cái mùa này, rồi bắt đầu là đến cái thời điểm mà chuyển nhượng trước mùa thì ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó thì mình nghĩ rằng là không chỉ có Maryland, Quy Nhơn, Bình Định đâu, mà nhiều đội bóng nào mà có tiềm lực về tài chính họ hoàn toàn có thể ngồi nói chuyện và mong muốn Đình Bắc đến với đội bóng của họ. Tất nhiên là Quảng Nam họ có đồng ý hay không lại là câu chuyện khác. Sau cái thương vụ bất thành vừa rồi với Hà Nội FC thì chúng ta cũng thấy là Quảng Nam họ cũng không vui, phật lòng với Đình Bắc đó. Thật sự là cũng phật lòng với bạn ấy. Và xem ra là cũng khổ cho Đình Bắc thật sự. Cũng khổ cho Đình Bắc. Đi ở cũng không xong mà đi thì cũng không được thì quá khổ. Không biết là có giải pháp nào tốt hơn cho Đình Bắc hay không. Vlog ngoài đường Pít rất là cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình vào ngày hôm nay. Nếu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Bây giờ thì Dũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu, khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.